cho anh Dương Bi 5 hộp, cho anh BD 5 hộp đó. Rồi solo nha, xem thử là em với BD ai nhân phẩm hơn. Vô anh Tom. Bây giờ mình em phải mở cái VIP anh mới ăn đứt ăn đi anh kia được, đúng không? Cái VIP mới ăn đứt lận. Vô. Đó. Rồi thấy chưa? Thấy chưa? Anh thấy chưa? Không ơi, ấy không chịu. Ok, hello các bạn nha, lại là mình Toàn Vô Lô các bạn. Thì kế bên tôi là bên phải sẽ là Sabarika, là mình Benny đây. Gì vậy? Mạnh Thanh Hòa Sao nè các bạn ơi. Hello người, lại là mình đây, Dương nè. Ok các bạn, gì vậy? Đó chịu rồi, ngày hôm nay thì tôi mở hộp mới các bạn nha. Thì có sự góp mặt của 4 thành viên của bộ team. Thì mở hộp mới thì hộp này nha mày ơi. Chào, hộp nào? Ha. Bởi vì cái năm quý vậy trời. Ờ, chạy. Chưa. Cặn câu tôi chối. À đúng rồi, đúng rồi. Hồi nãy em có mua cho anh thêm là mấy chục quý toàn bấm vô điện thoại, bấm vô thư đi. Có không vậy? Có, anh bấm vô thử đi. Đó, thấy chưa? Rồi vậy. À, phải không? Phải, em mua cho anh á. Mở nhận đi. Vậy chứ em nói trong này nhiều, trong này mới vé. Được, trong này thì ở trong đó thì 25 kim cương dưới 5 quý trời. Phải không? Để coi nha. Rồi. Đó. Thuộc lòng luôn rồi vậy. Em mua cho anh là 15 quý luôn mẹ. Rồi ta. Chị vé này của BD tặng hả BD? Ờ chị vé đó BD. Ê, hậu lâu đi. Của anh Thanh Hòa Sao bắt nên tặng lại. Rồi dạ. Chị quên. Tôi tặng tôi rồi. Cái đó đấu rồi bảo chi. Cái gì vậy? Dạy sao đông vậy? Nậu ra. Ủa vô luôn anh Toàn, vô luôn. Khoan, mọi người đứng đây cái này. Anh mới học được cái bài ở trên mạng. Anh ta kêu là đi về, anh đi về nhà. Cái rồi anh đảo lại anh mở nó ra. Đúng. Hả? Ủa vậy? Hãy kêu cơ hả? Ờ đứng ở đây rồi anh trả lại cho. Ờ chặn anh Toàn Zalo đi chứ nghĩ lại luôn. Gì chứ? Tiểu rồi. Đó thì tôi học được cái mạng cái một cái bài trên TikTok mà ngồi thì người ta nói là đi vô nhà đi vòng xong rồi trở ra là mở ra nó hơn các bạn, thì tôi thử có hơn không nha. Thôi chịu rồi, học ở đâu không học, học trên TikTok. What the hell? thì thấy người ta TikTok mà mở ra thì mình học theo chứ. Sao mà có được cái con câu tỷ lệ nó rè hiếm lắm anh Toàn. Rồi mở luôn nè. Đâu. Sao nó say dữ vậy? Ở bầu trời Titan luôn. Bây giờ nó say dữ tại có điều mày á. Gì chứ, nấu gì xu vậy. Ui 21 quý. Anh cần có quật mở một quý nha, vô thẳng 10 quý luôn. Rồi mở một vé luôn phải không? Đúng. Đó. Sao giờ mà cái này là mình phải cái hộp nó hình vuông đúng không? Mình phải cắt xỉa ra. Cắt xỉa là sao? Rương xuất hiện kìa. Đâu rương đâu? Chỉ rồi. Rương đó. Đâu rương kìa, nó thông báo. Nó thông báo kìa. Tao. Tao mở lẹ tao. Mở lẹ đi. Lẹ 10 quý trước đi. Rồi tôi mở luôn. Mấy anh này hồi lâu quá chịu rồi. Rồi sao? Say. À. Thôi giờ chia đi, chia hộp đây giờ còn hai anh hai hộp đầu cho còn lại chia cho ba người. Rồi anh hai hộp đầu đi xong rồi tới em. Tới anh hồi tới BD rồi còn 5 hộp cuối cho mấy bạn. Ok rồi gì vậy? Cái quách ngang anh. Này hộp của em nè. 2 3 vô. Ừ. Đi luôn rồi. Tiếp đi. Đây. Em mở đi. Đây. Nó mua gì Đà Lạt? Ui. À, cái này gì vậy trời? Anh Toàn, bớt giỡn nha, cái bàn này là nó phát đèn á. Rồi, có đèn luôn hả? Ừ, có đèn luôn. Giỡn hấp xịt đó. Ờ, lát gì để thử rồi sao nha. Rồi tới hòa đúng không? Còn vậy. Rồi tới em, vô. Ừ. Vậy rồi. Rồi vậy thì tôi mở 5 hộp còn lại cho các bạn nha. Mấy bạn ơi, các bạn mở giùm tôi bằng cách là bấm nút like, bấm nút đăng ký kênh nha mọi người. Thì bấm nhiều nhiều. Đúng, bấm nhiều nhiều nó sẽ tỷ lệ nó ra câu nó ngon hơn đó. Vô. Đô, tỷ lệ con câu. Tỷ lệ dưới ta. Đô, rồi vậy. Ngon, say rồi, ok rồi. Niu. Niu thôi chứ hua ngon nha. Dạy xấu quá. Ngon nữa nè. Ây da. Đó. Cái bát tiền thú dữ trời. Đâu à, cái này là cái tụ để nhốt thăm mà sao nè. Dạ. Dạ. Điều rồi. Hộp cuối cùng của cái mọi ghế đầu tiên. Vô. Trời ơi. Đâu xong rồi. Mù lít. Đô. Ngon ngon. Sao nhìn nó vậy? Nhìn nó phong trần như vậy. Điều rồi. Rồi vậy mở ghế thôi nha. À ra câu luôn nào quá. Vô. Đó. Vậy. Đó. Ôi trời ơi. Rồi bây giờ tạm ngừng video ra câu hộp chứ mà tiếp. Còn có hộp nào còn đến đâu câu á. Ủa vậy?
Rồi vậy mình mở tiếp nha mày ơi. Thì 10 hộp tiếp theo mở cho ai bây giờ ta? 10 hộp tiếp theo hả? Mở khóc lông đi anh. What the hell? Anh mở, anh mở, anh kêu mở cho ai, biết mở cho ai trời. Rồi đi, thôi giờ tôi anh mở trước nha. Rồi mở luôn đó. Cái gì? Giống hồi nãy ông nội ơi. Đi qua. Đó. Cái gì vậy? Cái này mở tiệm salon hay gì vậy? Rồi. Rồi luôn, nãy nào khen cái bạn đẹp nè. Quả chứ. Vô nát ơi. Đó. Trời ơi. Nè, tiếp đến thêm cái ghế nữa nè, vô. Thôi đi luôn. Đó em, của em nè. Em hả, em này. Ổng vậy. Bị viết. Em hiểu rồi. Bốn các bạn liên tiếp luôn kìa. Chịu ơi. Rồi bốn đi nè, bị đi, vô. Em cái ghế sao bạn được. Không vậy, vậy cái này của anh đi. Em lấy cái này không. Ờ, rồi để anh á, ghế đó chắc chắn. Vô. Đó. Vô. Đen. Hình xăm mà, cái gì vậy? Xăm. Đen ở đây. Thầy thu. Đủ, hai cái thầy thu. Hai bên hai cánh tay. Ngon. Trời ơi, sâu lưng nữa, cái này là sâu lưng. Bích lưng rồi, thêm cái ánh nữa nè. Rồi cái này hộp cuối cho BD đi. BD lấy dế BD rồi ra hộp nè. Nó lộn ra càng câu nè. Nhau. Đồ, cái này phải trước hộp đó. Rồi, kiểu anh gì cái gì trời, có 10 hộp nè. Thôi mẹ. Anh ghét cười quá trời. Cái này anh mở cái gì vậy trời. Gì vậy trời. Kiểu tiếp, mình học nữa nha. Tiếp, vô. Quá máu đâu. Quá trời đồ tím luôn mà sao ra mấy cái dưới này không anh trời. Đậu vậy đi. Tiếp đi. Đúng rồi nhớ. Phải trưởng thiệt chứ. Đó. Đúng rồi. Say. Ủa cái nãy mà. Cái tủ ngon. Châu. Ngon. Mình mở quán bar luôn hết gì hết chịu. Ờ cái này niêu nè. À niêu. Niêu gì lành. Niêu luôn. Trời ơi. Niêu. Gì vậy? Mày hỏi mẹ. Niêm đi sao quán. Rồi luôn. Nè thêm cái ghế nữa nè, vô. Cũng rồi. Xăm. Hiểu rồi. Cái cuối cùng mình. Tất cả an toàn, tất cả. Đồ. Rồi anh, không anh biết sai đâu rồi. Bây giờ anh sẽ vô cây hộ mệnh nha. Đi vô cây hộ mệnh hả? Hiểu rồi. Rồi vậy thôi bây giờ thực hiện cách thứ hai đó là gì gọi là giải nghèo. Dạ. Chờ cái chiêu giải nghèo trời. Chứ sao trời, rồi giải nghèo xong rồi tứ cây. À. Đồ, ác vậy. Nè rồi giờ tứ cầu xin nha, cho con xin cái cần câu nha. Rồi con cảm ơn. Đó, thấy chưa? Vô, còn tới 1800 kim cương nè, nhiều lắm. Rồi vậy. Đó. Vô. Rồi. Đây, gì vậy? Cái này cho hết mọi người luôn lên toàn thử 10 hộp đi. Vậy mình bấm ngay cộng đi nịch nha anh. Mà cho hết các bạn xem clip luôn đúng không? Đúng rồi. Ok, rồi bấm ngay cộng nịch luôn. À, không đi nịch. Ra cái nịch này nha. Thôi chịu rồi. Đó, nịch. Vui á. Ôi, quay luôn, chịu rồi. Trời, quách ngang. Niêu. Đồ. Châu, ôi. Few moments later. Chú. Rồi ấy. Bự hộp này tôi cho cái gì? Cho anh Junpei 5 hộp, cho anh BD 5 hộp đó. Chào. Đó. Đây được. À được. Rồi sau lâu nha, xem thử là em với BD ai nhân phẩm hơn. Vô anh Tân. Ai nào không có. Từ từ em, cái sao em? Rồi 5 hộp thì của ai trước nè? Của BD đây. Rồi của em trước đi. Rồi vô đây anh. Vô đi. Được. Cái gì vậy? Ê! Ôi, đó thấy chưa? Cái gì vậy? Cái khiêu tay. Xịn vậy? Trời ơi. Anh Toàn, anh điếm thử mấy lỗ, 8 lỗ. Vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, mà quá. Ủa? Này điếm nãy hả? Ờ, bấm nét cái tay luôn nè. 1, 2, 3, 4, 8 lỗ luôn quay, đúng rồi. Ghê vậy? Đồ, anh này điếm dữ cái tay. Điếm hết luôn rồi, chịu rồi. Châu. Đồ, thủ đâu nhiều dữ vậy? Cuối cùng mày đi nè, châu. Trời ơi. Rồi, anh kia.
anh chọt vô con mắt cho em, chọt vô. Bấm vô. Đó. Rồi chọt vô luôn, chọt vô luôn. Đó, chọt vô thêm cái nữa. Rồi đi luôn. Bấm vô cái ghế anh, để cái ghế, bấm vô cái đế á. Ừ. Đúng. Không được cái web đâu luôn vô anh ơi. Bây giờ mình em phải mở cái viên VIP anh mới ăn đứt ăn đi anh kia được, đúng không? Cái viên VIP mới ăn đứt lợi. Vô. Đó. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Anh thấy chưa? Trời ơi, ấy không chịu rồi. Không chịu cái bộ đồ. Nhưng mà nếu mà so gì thì ai hơn ai nha, đúng không? Hai ngày thì như nhau thôi, bằng nhau. Bằng nhau, bởi em có tóc mà. Rồi, vậy rồi vậy thôi, gì tới nào mà mượn học tiếp theo của anh với Hòa đi ha. Vô. Anh ngày chắc ghế bàn không? Cái gì vậy? Cái gì xuống cái đầu mẹ đói. Gì vậy trời? Anh trước ơi, em sao? Ok, vậy làm học của anh, vô. Đó. Chạy quá. Vô đâu? Đó. Cái gì vậy? Trời ơi. Đồ. Tiếp. Đó. Ngon. Điều. Rồi vậy là anh còn hợp đúng không? Đúng vậy. Còn hợp nó anh cho anh xuân. Có gì vậy? Vậy. Chuột gà lên tiếng chạy. Tiểu rồi. Muốn em mang. Rồi đi đánh cút luôn đi. Rồi anh xong. Anh nói gì anh ăn cái gì anh ở ngoài chợ gì cái chuyện mà đó vậy thôi không cho xuống luôn mọi người chưa nói giùm nghe nha vô chịu rồi đâu rồi em đó em chưa bấm đâu rồi bây giờ bấm đâu anh thôi vô rồi vô con bấm vô chai rượu hay gì rồi bấm luôn bấm đâu tại vì anh bấm đại là nó ra rồi gì vậy chịu rồi vậy đúng trời ui ai cái tóc này niêu nè cái này niêu nè tóc mà nhìn kỹ chung hợp với Hòa đó cũng được cái gì vậy rồi vô anh vô ăn chua cái cuối vi vi để quá để chúng tôi còn nhiêu kim cương mấy mày ơi ờ còn có 900 mấy hả mấy ông hả đi quá anh ơi giờ em chỉ anh một cách nè cách gì vậy cách này là quý lắm em mới chia sẻ nha bây giờ anh tắt cái tab cửa hàng đi đấy. Rồi anh vô cái phần trang trí nhân vật đi. Trang trí nhân vật. Ờ. Anh thấy hai cái cọng lông mày không? Đâu? Đó con nhân vật đó hai cái cọng lông mày đó. Ờ sao? Giờ anh cạo cho em hai cái cọng lông mày đi phong cách. Cạo là sao không? Trời? Ai sợ thì đi về. Ai sợ thì đi về cạo đi anh ơi. Là sao? Rồi tiếp theo bây giờ mừng hộp cuối đi. Bây giờ mừng hộp này ra ống ra thôi nha. Ok không? Chơi mà sợ mưa rơi. Đây. Nè ra luôn đã quay. Đó. Oh. Ngon. Niêu. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mắt âm dương. Ủa? Ôi gì trời ơi. Tưởng đâu luôn cái biểu cảm chứ. Hiểu. Oh no. Mở ra chiếc xe rồi. Bây giờ yeah. Anh bây giờ anh còn vô bây giờ nếu bây giờ anh mở hai chục hộp cuối mà không đam không mình nó chán đó bây giờ anh mồi có hộp hoa nào 10 hộp luôn chơi gì mới máu à hết đủ còn đủ 10 hộp à làm gì đủ 20 hộp đó trời vô rồi tôi mở 10 hộp cuối rồi đó rồi ra không ra thì thôi quyết định luôn chứ làm sao nữa giờ đúng rồi nãy giờ có 1.800 kim cương chứ mấy hay à không gì vậy. Đuôi! Ôi gọi cái kia quá. Thấy thiên tai rồi chạy qua thiên tai hoài luôn. Ra đâu bắt đi chăng? Thiên tai lấp lánh. Nè. Ôi nè. Đúng nè. Ờ đứa mắt rồi. Chị với trái. Mắt nai ơi. Đây rồi. Ôi. Nước mắt tuột âm thầm thôi. Cứu tôi, cứu tôi. Trời ơi. Trời luôn. Ổ hủ luôn. Trời ơi, mày toàn. Hành đó. Nhiều. Tiếp tục. Mình chơi con bố luôn chứ bởi cập nhật xong mình gỡ gạt lại.
cũng vậy. Ở đây bây giờ anh có chỉ có cách gỡ gạt cho mọi người nè. Đây nè, ở chỗ đây nè. Nạp vô đây chắc cỡ chừng chắc cỡ 5 triệu gì đó. Trời ơi. Trời ơi. Ôi. Dữ vậy. Ốc đây 2 triệu. Vậy. Mua luôn. Số 7 nha. Kìa ngay rồi các bạn ơi, thì tôi dùng hết chân cương luôn mà vẫn chưa ra nha. Rồi tôi để tôi đổi hạt tôi review cây kiếm cho cây câu cho các bạn xem nha. Chạy quay. Còn kim cương kìa, đủ 5 hộp kìa. Thôi đi. Kim cương nó dành làm vốn nha. Chạy quay. Ôi, anh bây giờ anh mở 5 hộp ra chắc luôn thề. Thôi, đừng dụ, đừng đậu nổ hũ nữa. Phút chót ai xui nữa, đúng không Jun? Đúng, đúng, đúng. Ây rồi, tôi câu một cái con cá còn đầy máu. Ôi ơi vậy. Này, tôi câu thằng nhất kia không nha. Ôi, cái chỗ anh câu thoáng dữ nhìn dễ kìa. Trời trời trời, chứ sao trời. Ê, giờ mà hết thời gian không rồi. Ê, giờ mày câu kiểu gì vậy? Thời gian chạy thấp hơn rồi. Câu tột của quần luôn. Chịu rồi. Hỏi đi chạy. Vô. Có được 20 cái nắp chai. Thôi cũng được. Ok các bạn, thì clip này các bạn mình đã chi đâu đó khoảng gần 2.000 kim cương, tổng cộng đó khoảng tầm khoảng 80-90 hộp nữa các bạn, thì đã mở cho các bạn xem. Thì nhân phẩm của mình ngày hôm nay thì chỉ được cái bộ đồ thôi mọi người, không được cái hàng câu các bạn, xui quá nên chịu qua. Nhưng mà xui thì xui vậy, nhưng mình vẫn trả kèo mình đi game cho các bạn ha. Tạo mình đi game cho video các bạn luôn. Rồi, trước khi trả kèo cái mini game chúng ta ngày hôm nay thì giờ mình nói cái mini game chúng ta ngày hôm nay là cái gì các bạn ha. Cái mini game ngày hôm nay của chúng ta sẽ là mình tặng cho các bạn là cái gì đây. Bây giờ mình tặng cho các bạn, một là các bạn nhận giùm mình cái gói này các bạn, một là cái gói này, hai là các bạn nhận giùm mình cái gói này các bạn nha, một trong hai gói này các bạn nha. Thì nếu mà một trong hai gói này các bạn không muốn nhận thì các bạn có thể kết bạn với mình cũng được nha mọi người ha. Tại vì để mình có, tại vì mình nay mở không ra, mọi người phải mở ra mình có phần quà cho các bạn cao cao hơn xíu các bạn ha. Rồi, để tham gia cái mini game của mình, bước đầu tiên các bạn phải like video nào, đăng ký kênh và nhấn cái chuông các bạn nhá. Các bạn phải like, phải đăng ký kênh mới hợp lại nha mọi người ha. Cái bước thứ hai là các bạn để là tên trong game của bạn kèm thấy cái ID gì mình, nhớ là phải có ID mình mới gửi quà cho các bạn được ha. Rồi, cái bước thứ ba thì các bạn nhận cái món nào thì các bạn bình luận bên dưới nha. Rồi, chọn các bạn may mắn ở video ngày hôm qua thôi. Rồi, bạn may mắn ở video ngày hôm qua đó chính là, ok, chúc mừng bạn này nha. Như thì ngày hôm qua mình không có đăng video, thành ra là hết cái vương miện các bạn. Bây giờ mình sẽ gửi cho các bạn bạn này một cái gói luôn các bạn, một cái gói ôm nha, bữa ôm 19 thỏi vàng nha mọi người. Ok, để tôi xíu nha. Rồi, mình gửi cho bạn này luôn các bạn ha. Ok các bạn. Rồi, thì nhớ tham gia cái mini game bên mình các bạn ha. À các bạn, bây giờ sắp tới mình sẽ làm một chiếc video, đó là sẽ đọc thư của các bạn đó nha. Sắp tới mình sẽ xóa bớt thư. Các bạn có kiểu như có tâm thư, tâm sự chẳng hạn, có cái gì đó thì các bạn cứ viết xong rồi các bạn gửi thư cho mình nha mọi người ha. Thì ở đợt sau mình sẽ làm một video đọc thư của tất cả các bạn luôn ha. Ok. Rồi. Dạ thì hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Chúc các bạn ra được cái cần câu hay là ra cái gì đó mọi người nha. Ok, dạ hẹn gặp lại video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.